Sau hơn 2 năm ấp ủ, anh Trần Duy Thành hiện đang sống tại Nam Sách, Hải Dương đã hoàn thành xe chữa cháy mini. Chiếc xe tuy nhỏ nhưng có đủ thiết bị hỗ trợ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ như dụng cụ phá rỡ, thang dây, thang rút, kim cộng lực. Với ưu điểm nhỏ gọn, cơ động nhanh, xe chữa cháy này có thể tiếp cận kịp thời địa bàn xảy ra cháy nổ. Muốn làm cái chiếc xe này để cho nó hỗ trợ nhanh nhất khi có hỏa hoạn của các khu dân cư quanh chúng tôi sống. Một chiếc xe cứu hỏa chuyên dụng thường có chiều dài từ 6 đến 9 mét, chiều rộng và chiều cao từ 2 đến 3 mét, với sức chứa từ 5.000 đến 6.000 khối nước, thậm chí là còn lớn hơn, tùy theo từng mẫu xe. Tuy nhiên, nhược điểm của những chiếc xe cứu hỏa này là khó tiếp cận các đám cháy ở các con hẻm nhỏ, ngõ sâu, đường di chuyển hạn chế. Xe thì nó rất nhỏ gọn, nó chiều rộng khoảng tầm có hơn 1 mét thôi, chỉ có thể đi vào các ngõ nhỏ, rất nhỏ, và cơ động nhanh. Và từ lúc khi triển khai tới khi vòi nước xịt ra ấy, thì chỉ mất khoảng tầm có 20-30 giây thôi. Cái lý tưởng của anh em chúng tôi là khi có một cái phương tiện vừa nhỏ để làm sao cả mặt đường chính và cái đường ngõ hẻm để làm sao hỗ trợ cho những hộ dân trong đó người ta gặp những khó khăn. Khi không có xe phương tiện được vào được thì chúng tôi sẽ vào tiếp tế và ủng hộ luôn. Thử nghiệm tại hiện trường, chiếc xe đã dập tắt đám cháy nhanh chóng, xe chứa được 300 lít nước, vòi phun có thể đẩy nước xa 30 mét và độ cao gần 10 mét, tương đương với tầng 2 của một ngôi nhà. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là vận động và tuyên truyền và nhân rộng cái mô hình này tới tất cả các cái tổ liên gia và tất cả các khu dân cư ở trên địa bàn thị trấn. Trong những năm gần đây, ý tưởng xe cứu hỏa mini cũng đã được nhiều địa phương trên cả nước đưa vào thử nghiệm, bước đầu đảm bảo tính cơ động và phù hợp với đặc điểm khu dân cư, chưa kể mức chi phí phải chăng. Chiếc xe do anh Thành sáng chế có kinh phí lắp ráp khoảng 20 triệu đồng. Số tiền này do các hộ dân ở khu dân cư tự nguyện đóng góp. Hy vọng với sản phẩm này, cùng ý thức phòng cháy chữa cháy và sự sẵn sàng phản ứng nhanh của tổ liên gia sẽ góp phần hạn chế thiệt hại nếu chẳng may xảy ra đám cháy.